Mến chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Thì bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh nha các bạn. Để khi mà mình ra những cái video về chủ đề hoa Tết đó, thì các bạn cũng có thể là cập nhật được ha. Thì trong video này thì mình sẽ là chia sẻ cho các bạn về cái thời gian để chúng ta có thể là trồng cái hoa cúc đại đó các bạn, cúc Hà Lan á, mà nó nở qua kịp Tết ha, để cho những bạn nào mà mới trồng á thì các bạn cũng có thể là tham khảo ha. Và đây là video là góp ý nha mọi người. Thì đối với mà những bạn mà trồng kinh doanh á, mà ở khu vực miền Tây á, thì các bạn có thể là đến cái diện là cây ăn quả miền Nam để chúng ta đặt giống cây mô về, chúng ta dâm cành và chúng ta lên chậu và chúng ta kinh doanh ha. Còn đối với những bạn nào mà trồng hoa cúc đại đó mà ở nhà và để chơi Tết tại nhà thì các bạn có thể là mua hạt giống ở trên Shopee ha, và mình để link khuyến mãi cho các bạn có thể là nhấp vào đó và các bạn mua luôn ha. Thì đối với mà những bạn mà trồng kinh doanh á, bán hoa Tết á, thì bắt đầu là tầm đâu khoảng đầu giữa tháng 5 âm lịch đó các bạn, là mình có thể là mình đến lại diện cây ăn quả nè để mình mua cây giống ha, để chúng ta về chúng ta dâm ha. Và khi mà mình chúng ta đủ cái số lượng mà dâm mà để lên chậu các bạn, như hình ảnh các bạn đang xem nè, thì tầm đâu khoảng đâu là mùng 10 tháng 8 âm lịch ha, thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đưa lên cái giỏ hoa ha. Và cái giỏ hoa thì nó tầm khoảng đâu là cái chậu của nó là từ C10 đến C11 ha, là mình có thể là trồng là từ 3 cho đến 4 cây trên một chậu. Các bạn lưu ý ha, là giỏ là khoảng giỏ khoảng từ là C10 đến C11 là mình thấy trồng từ 4 cây ha. Chúng ta không nên trồng nhiều quá, trồng nhiều quá nó lỡ có rễ á. Và cái thời gian mà chúng ta có thể là bấm ngọn được cái cây mọ với các bạn, là tức là cái từ là ngày mùng 10 tháng 8 âm lịch á, là mình nó đưa nó vào giỏ, thì đến cái ngày 20 tháng 8 âm lịch, có nghĩa là tức là 10 ngày hoặc bằng thêm 2 ngày nữa là ngày 22 tháng 8 âm lịch á, thì mình sẽ bắt đầu là mình bấm cho nó cái cây một. Thì hoa cúc này các bạn thì mình phải bấm cho nó là 3 cây. Cái cây một là cái ngày là 20 tháng 8 âm lịch, là mình sẽ bấm bắt đầu cái cây một cho nó, và đồng thời là mình sẽ là phải xông đèn cho nó nha các bạn ha. Các bạn lưu ý ha, các bạn phải xông đèn. Ở khu vực là miền Tây mình á, là cái khí hậu nó khác, mình phải xông đèn cho nó. Nếu như là chúng ta không xông đèn các bạn, thì cái hoa cúc của mình á, thì nó sẽ là trổ sớm nè, nó bị lùn nè, nó rất là xấu luôn. Thì do đó thì khi mà mình bắt đầu mình bấm cái cây một vào cái ngày 20 tháng 8 âm lịch á, thì mình sẽ xông đèn cho nó. Và cái kích thước đèn các bạn là chiều ngang là 3m và chiều dài là 4m, là chúng ta có thể là chúng ta đặt một bóng nha mọi người ha. Và cái đèn này á, thì chúng ta sẽ chọn cái đèn led nha mọi người, như các bạn đang xem đây là đèn led nha, hoặc là chúng ta có thể là sử dụng cái đèn cơm bách mà để xông thanh long cũng vẫn được nha mọi người, hoặc là cái đèn mà chín quạt cũng được nữa, nói chung là được hết. Nói chung là bạn nên dùng cái đèn led là ok. Và cái khoảng cách á, là chiều ngang là 3m và chiều dài là 4m, thì các bạn xem nè, ở đây là quay thực tế cho các bạn xem luôn. Thì đó là cái khi mà mình bấm cái cây một là mình bắt đầu là mình xông đèn cho nó ha. Và cứ 20 ngày như vậy đó các bạn, thì chúng ta sẽ bấm cho nó một cái cây 2. Cứ đúng 20 ngày là bấm là một cho nó cái cây 2. Và cái cây 3 cũng vẫn vậy. Cái cây 3 của nó là cũng đúng là 20 ngày nữa thì mình sẽ bấm cho nó cái cây 3 ha. Đó. Thì khi mà mình bấm cơ như vậy đó và mình xông đèn các bạn, thì hoa của mình nó sẽ không có trổ sớm và nó rất là đẹp luôn. Đó. Thì các bạn là nên xem nhiều kênh ha, coi cái lời chia sẻ của mình là nó có đúng hay là không. Đó. Thì các bạn xem nè, chậu ở đây là mình đi chậu là C10 đến C11 ha, và 4 cây trên một chậu là hợp lý nha mọi người ha, rất là ok luôn. Chứ mà chúng ta trồng nhiều quá là không có được nha. Rồi thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái thời gian mà chúng ta ngắt cái đèn này. Khi mà chúng ta đã đi xong cái cây 3 ha, thì cái ngày mà ngắt đèn các bạn cho cái hoa cúc Đài Loan này á, mà người ta gọi là cúc đại đó này đó đó, nói chung là cúc sơ mít này đó tùm lum, thì chúng ta có thể ngắt đèn vào cái ngày là mùng 10 tháng 10 âm lịch nha các bạn, hoặc là cái ngày là 12 tháng 10 âm lịch, hoặc là trễ nhất luôn á là cái ngày là 14 tháng 10 âm lịch nha mọi người ha. Và cái video này mình chia sẻ cho các bạn là dành cho những bạn là khu vực là miền Tây Nam Bộ nha các bạn ha. Còn ở những tỉnh mà miền Đông Nam Bộ các bạn, là có những anh các chú á,
là người ta không xông đèn luôn, người ta trồng cái thời gian nó khác, cái khí hậu nó khác. Thì mình sẽ cố gắng mình chia sẻ cho các bạn về cái vấn đề đó vào một cái video khác ha. Nhưng mà ở đây là mình đang ở là Tiền Giang, nên mình chia sẻ cho các bạn về cái cách trồng của khu vực miền Tây thì cho nó thực tế hơn. Trồng hoa cúc này bắt buộc là chúng ta phải xông đèn nha mọi người ha, dành cho những cái người bạn là khu vực là miền Tây ha. Thì chúng ta xông đèn thì cái độ phát triển của nó thì nó mới được tốt hơn. Nếu như là chúng ta không xông đèn là nó sẽ trổ sớm và chúng ta thất bại liền nha mọi người ha. Mọi người lưu ý ha, cỡ nào cỡ chúng ta phải xông đèn đó. Và khi mà cái ngày mà chúng ta là ngắt đèn, trễ nhất là ngày 14 tháng 10 âm lịch đó các bạn, thì chúng ta sẽ dọn dẹp đèn ha. Và khoảng đâu là đầu tháng 11 á, thì trên những cái hoa cúc của mình á, thì nó sẽ tượng những cái nụ hoa ha. Tầm đâu khoảng là mùng 5 cho đến cái ngày mùng 7 tháng 11 âm lịch là nó sẽ tượng những cái nụ nhỏ nha mọi người ha. Và nó phát triển rất là tốt luôn. Thì ở đây thì mình đang quay cho các bạn xem một cái mô hình là trồng hoa cúc nha. Đó, thì bạn nào thấy hay thì hãy like và subscribe kênh của mình ha, để kênh mình nó phát triển. Cũng như là mình cũng vừa chia sẻ cho các bạn về cái thời gian trồng hoa Tết, cúc Hà Lan, cúc Đại Đó, cúc Đài Loan, các bạn nói chung là nó nhiều tên lắm. Và cái chia sẻ của mình là dành cho những bạn là ở miền Nam ha. Còn đó bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn về những người bạn nào mà trồng tại nhà chơi nè. Thì đối với mà những người bạn mà trồng ở nhà chơi á, thì các bạn là không có cần là phải là mua cây giống cấy mô gì đâu, cực lắm. Mình mua hạt giống trên Shopee luôn và mình về mình gieo trồng ha, vẫn đạt hiệu quả rất là đẹp luôn. Và cái thời gian á, thì mình sẽ là chia sẻ cho bạn vào một cái video sau về cách mà chơi bằng giống ha. Còn cái này là nãy giờ là mình chia sẻ cho các bạn là hình thức là các bạn là trồng kinh doanh đó, thì các bạn cũng đang xem á, nó rất là tốt luôn. Thì mình xin chia sẻ thêm là đối với những cái bạn mà trồng kinh doanh á, thì riêng cái loại hoa cúc đại đó này á, cũng như là những cái loại hoa Tết khác là nó đều cần phải xông đèn, và đặc biệt là nó hay bệnh những cái loại bệnh như là lở cổ rễ nha mọi người ha. Đặc biệt là mình để ở dưới đất như vậy nè. Còn nếu như bạn nào mà có vốn nữa thì các bạn nên mua bạc để chúng ta lót cái những cái chậu này lên, thì cái khả năng mà lở cổ rễ các bạn thì nó sẽ rất là thấp. Thì mình nên dùng những cái loại thuốc mà phòng bệnh mà lở cổ rễ cho nó là những thuốc mà dạng bình thường nha các bạn ha, như ví dụ như dạng cốm này nọ đó, không nên sử dụng những cái dòng thuốc EC, nó sẽ bị trái rễ nha. Cũng như là những cái dòng phân mà đạm cao. Ở đây á, là mình phòng cái bệnh lở cổ rễ các bạn, mình bơm gấp cho nó là cái thuốc là Alius đó các bạn, rất là tốt luôn. Còn như là Ridomin thì cũng vẫn được nhưng mà phải hạ liều. Thì đối với những cái người bạn mới thì các bạn đâu có biết đâu mà nó cái nào mà nó nóng mà cái nào mà nó không nóng đâu. Thì mình xin chia sẻ với bạn những cái loại nóng là những cái loại thuốc mà có ký hiệu là EC ha. Đó. Rồi thì video ngày hôm nay là cũng đã là chia sẻ cho các bạn rất là kỹ là về cái vấn đề là trồng hoa cúc Hà Lan ha, cũng như là cái ngày là chúng ta cấy mô nè. Là khoảng đầu tháng 5 âm lịch ha, và cái ngày mà chúng ta có thể là đưa vào vỏ là ngày mùng 10 tháng 8 âm lịch, và cái ngày bấm ngọn cho nó là ngày 20 tháng 8 âm lịch ha. Và kết thúc á, là tầm khoảng đâu là ngày